Thưa quý vị, dự kiến trong quý 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng xem xét ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu máy mức 4. Theo Kế hoạch Quốc gia về Quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thông qua ban hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí. Đặc biệt, sẽ hoàn thiện và trình ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Xây dựng dự thảo quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành. Dự kiến hoàn thành trong khoảng tháng 12 năm 2022, xây dựng và trình ban hành tiêu chí nhãn sinh thái đối với sản phẩm, phương tiện, dịch vụ giao thông vận tải thân thiện với môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ liên quan, ra soát, đánh giá năng lực sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu phù hợp với quy chuẩn khí thải và lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tham gia giao thông, kiểm soát chất lượng nhiên liệu xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu sinh học và các tác động từ hoạt động của ngành y tế đối với môi trường không khí, nhất là kiểm soát ô nhiễm từ các lò đốt chất thải y tế. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc duy trì, tăng dần tần suất quan trắc, thu nhập dữ liệu và công bố, cung cấp, cảnh báo cho các cơ quan thông tin đại chúng, cho kịp thời, chính xác về chất lượng môi trường không khí thông qua website của Tổng cục Môi trường www.vea.gov.vn, công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam trên ứng dụng di động. Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia sẽ được cập nhật và công khai 24/24 tại địa chỉ www.cm.gov.vn.